Đây ăn mừng kênh YouTube được 2.000 lượt like đăng ký các bạn. Đây nguyên một con dê luôn nè, dê khoảng 10 kg nha, trong một cái mâm. Bằng sau mà còn khoảng chắc được 4 kg với một bộ lù lồng nữa. Giờ ướp sẵn trên gia vị rồi. Giờ chuẩn bị bắt than lên, ướp khoảng 2-3 tiếng đi, bắt than lên mình nướng nha. Quá trời hấp dẫn luôn nè. Đây thêm món nữa nè các bạn. Món bánh xèo. Bánh xèo nhà đổ nha. Đây. Tép. Này là măng, măng vườn luôn nha. Món cái giữ hả? Đây. Rau kìa, rau nước mắm đâu đâu. Có sẵn rồi không? Làm mấy món nữa các bạn. Mình là kênh YouTube mình được 2.000 là subscribe. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh nha. Rồi vô đút ba đứa ăn luôn. Ừ. Nước mắm hấp dẫn quá à. Cay không đó? Chưa có ớt cái gì mà. Không thử coi. Không có ớt. Sao thấy không thấy màu đỏ? Thử quay. Có một xíu ớt à. Quay cái bà bánh làm bánh xèo của mình. Ủa nãy giờ ông vợ mình nó chiên đó, tao mới lại đây tao ngồi à. Trời ơi, thì bà chủ rồi mới lên lên truyền hình chứ còn lính thì đâu được lên truyền hình đâu mà. Quá ngon luôn. Phải là tôi chiên rồi mà hai cái là mấy bạn lên bàn đi nha, để mấy bạn nói là ăn không ngon nha. Ăn bánh nóng đi chứ đừng để nguội ngắt rồi ăn. Hết sức cái dành nó giòn ha. Cái con kia cắm cái đầu xuống cái này mà. Thì nãy mới kêu đó, đó cái cũ cũ gù á. Nhanh về nha. Thì đi trước con Hiền, bắt con Hiền lên nè. À ra ngoài hả? Chở gạo cho Win vô hả? Thôi bạn ơi, bạn lại ăn này bạn ơi. Chỉ là chở thằng Win thôi, còn thằng gạo thì cha nó chở. Cha mẹ nó ngoài á. Wow. Cái bọc gì? Ai biết ngại bánh xèo, bánh xèo. Nói là của chị. Rồi sao hồi mình nướng con dê tơ nó cũng bị nó giòn luôn rồi nè các bạn ơi. Đó, hai mặt luôn, chín đều thấm rất là ngon nha. Ngồi buổi trời này quê rồi, quét lên. Rồi được rồi, để anh cầm cho lại. Quá hấp dẫn luôn mà. Đây. Đó. Đơn giản nha các bạn. Đơn giản vậy mà ngon nha. Về quay này làm tại chỗ nhà nha. Ăn mừng kênh YouTube đạt 2.000 lượt subscribe nha các bạn. Da căn mọng luôn bạn ơi. Còn cường cổ chút xíu nữa. Cộng sườn quá trời ngon luôn nè. Sườn dê thấy gì chịu nổi không không? Quá trời ngon luôn. Cái này cái còn cần cổ rồi coi. À. Cần cổ chưa ấy không. Để nghiêng nước cần cổ. Có hạ cục gạch trên đó xuống. Hai cục đầu á, cục đầu có cần cổ con dê nó chưa ấy. Khỏi cầm nguyên anh vậy đi. Da giòn không? Cái không giòn phải không? Cầm tới này nè. Con đang để lấy dao chứ. Lấy dao trên cái bàn ngựa rồi đó anh lại. Không được bạn. Học giò á. Chắc cái là té đây cái nhào lộn. Nhanh. Ngồi xuống ăn đi. Này có quét lớp muối, lớp chanh mà. Muối chanh giấm gì đó. Cái bọc dao trên đầy đủ hết. Hai mẹ lấy bịch dao trên ngựa rồi đó. Không khúng mà trên giấm. Về được khoảng 10 kg rồi vậy tơ các bạn. Mần ra chắc còn được 4 kg mấy 5 kg rồi. Nó cái bụng nó hết trơn rồi. Quá trời hấp dẫn luôn rồi. Đó. Thấy mấy cái bẹ sườn không? Trời ơi nó thấm thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn nha. Hết sức cái bẹ sườn nó ngon. Đó.
Rồi sau khoai nướng xong rồi nè các bạn. Trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Món gì vậy bạn? Hả? Con này là món dê các bạn. Dê 9 kg mà còn khoảng 4 kg à. Ăn mừng 2000 lượt kênh đăng ký kênh nha các bạn. Quá trời ngon hấp dẫn. Bỏ xuống ha. Đầu mình chặt ra nha. Rồi. Tháo ra. Tháo ra luôn đi là. Quá ngon luôn. Có kéo cắt rồi. Cái này không sao, ráp cũng không sao. Cái khúc này không được nha. Khúc này nhăn xuống kỳ lắm rồi. Cắt ra đây. Cắt ngay đây. Nè. Đây 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 đây. Được chưa? Rửa tay đi con cuốn. Rồi lật. Cắt nó cũng vậy. Lật nó lại lúc rút bên kia. Bên kia có thấy dây không? Không. Nè để. Rồi đi. Cắt ngang đi. Để cắt đi, cắt lại ra. Bé này con không ăn hả? Con tin gì? Ăn đi, hồi bà thăm dẫn bà thăm con tin gì? Con nhậu đi hả con tin gì? Kéo này không đủ đồ lực ơi. Kéo không đủ. Kéo này không đủ lực rồi. Không đủ lực chứ là. Không đủ lực rồi. Rồi sau hồi mình cũng chặt ra nguyên một dĩa dê nè các bạn. Quá trời ngon hấp dẫn luôn nè. Thử miếng sườn mới ra làm sao nha. Quá trời ngon rồi, chịu hết nổi rồi. Mời cả nhà mình nha. Quá ngon, quá ngon. Cái nào bé Khuôn lon ra làm liền chứ không. Dễ hơn không? Dễ đây, dễ đây, con. Nó còn bu không? Ngon quá bạn ơi. Đưa cho dễ. Quá đã, quá đã. Mời cả nhà mình nha. Rồi được rồi. Vô tư. Tăng 2 ăn mừng 2000 lượt subscribe nha các bạn. Quá trời mồi luôn các bạn ơi. 2000. Đây là hết mấy rồi. Tôm bảo đảm đây ai cũng có. Tôm luộc. Chị hả? Trời, chị là người sống kính tiếng mà. Cái này là vitamin đó để anh. Vitamin. Cái này là huyết dịch. Đầu tôm phải luộc riêng cho nó chín các bạn. Cái mình tôm thì luộc sơ sơ thôi. Nó chín ăn cho nó giòn. Ăn nóng được. Nó ngon. Hợp kiếm nóng luôn. Sợ lại sống. Đây măng măng rừng củ lũng Lạng Sơn. Mày mốt lên rồi thấy. Xong rồi đem một ít này là gì đây? Ốc núi. Ốc núi bạn ơi.
Ốc núi về đồng bằng. Ốc núi Lạng Sơn. Để bà con đồng bằng. Quá trời ngon luôn. Đây sườn bò đầy hàng, đầy đủ các món hết. Đây đặc biệt có hot girl em của Ngọc Trinh ghé nữa thăm nữa nè. Trời ơi. Hàng ngoại quốc nhiều quá. Chưa chồng đây nè. Chưa chồng luôn nha. Có ai comment thì mình trả lời bình luận giùm cho. Số điện thoại là số mấy? Xin em giới thiệu. Rồi đâu ấy dữ à. Quá có gì phải không? Comment qua kênh của Cuộc Sống Miền Đông nha. Đây bia mới luôn các bạn. IPA 6.7 đòn một gồm nè. Của Việt Nam nha. Việt Nam là. Vô. Bia mới. Này thưởng thức bia mới lần đầu tiên luôn các bạn. Rồi mà cái nhàm dùng nha. 9:30 đêm làm tăng 2. Quá trời ngon luôn. Cái nặng á. Anh Dương. Uống luôn ít thôi ngày mai sáng sớm. Còn đi lên chợ lặt rau đồ nữa. Đi tổ bánh xèo. Lặt rau. Được có mấy chục lon. Mấy chục lon về đây uống 4 giờ sáng thức cười. Mua được 30 lon hả hai? Nhìn hai nó đi gom. Đi gom sáng trễ luôn. Kiểu lên chánh đại đá luôn hả? Con gà vừa đúng giờ. Rồi mà cái nhà mình dùng nha. Rồi mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã xem clip. 10:30.